Sau hơn 3 năm có mặt trên thị trường, cuối cùng thì mẫu xe đen hạng trung Subaru Legacy, thế hệ hiện tại cũng được bổ sung phiên bản nâng cấp. Tại thị trường Mỹ, xe có tổng cộng 5 phiên bản là tiêu chuẩn, Premium, Sport, Limited và Touring XT. Ở lần nâng cấp này, hãng Subaru chủ yếu tập trung vào việc cải tiến thiết kế ngoại thất, và bổ sung trang bị cho xe. Thay đổi ngoại thất của Subaru Legacy 2023 được thể hiện rõ nhất ở khu vực đầu xe. Cụ thể, xe được bổ sung lưới tản nhiệt mới lớn hơn trước, với nẹp nằm ngang kéo dài sang hai bên đến tận đèn pha. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED mới, cản trước hầm hố hơn, tích hợp hốc gió, trung tâm rộng và viền hình chữ C màu đen bao quanh hốc đèn sương mù. Nếu muốn nổi bật hơn, khách hàng Mỹ có thể chọn Subaru Legacy 2023 bản Sport với điểm nhấn màu đỏ trên lưới tản nhiệt, ốp gương ngoại thất và cánh gió sau màu xám đậm. Ngoài ra, Subaru Legacy Sport 2023 còn được trang bị bộ vành hợp kim 18 in màu ghi xám, đèn sương mù LED, cửa sổ trời và hệ thống treo thể thao. Bước vào bên trong Subaru Legacy Sport 2023, người lái tiếp tục bắt gặp tông màu đỏ tương phản với nền đen và xám. Trong đó, ghế, mặt cửa, mặt táp lô và cần số của xe đều đi kèm chỉ khâu màu đỏ. Tương tự phiên bản cũ, Subaru Legacy 2023 vẫn dùng hệ thống thông tin giải trí Starlink với màn hình cảm ứng 11.6 in. Tuy nhiên, màn hình này giờ đây đã hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Thêm vào đó là gói phụ kiện On-Weather Package dành cho Legacy Sport 2023 và Touring XT, bao gồm vô lăng với tính năng sửa ở mọi vị trí đặt tay. riêng bản Touring XT có thêm chất liệu da Napa màu đen đi với chỉ khâu màu bạc. Tiếp đến là những thay đổi trong hệ thống an toàn của xe. Theo đó, những phiên bản được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường, và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi sẽ có thêm hệ thống hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, để tránh va chạm ở vận tốc dưới 80 km h Phiên bản tua dinh XT cao cấp nhất được bổ sung camera một mắt góc rộng, để phát hiện người đi bộ, và xe đạp sớm hơn khi xe tiến vào giao lộ ở tốc độ thấp. Trong khi đó, phiên bản Sport có thêm hệ thống phanh tự động khi lùi, và cảnh báo khi người lái mất tập trung. Trái tim của Subaru Legacy 2023 vẫn là động cơ xăng boxer 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5 lít với công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 238 Nm. Trong khi đó, phiên bản Sport dùng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 2.4 lít mới với công suất tối đa 260 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375 Nm. Dù ở phiên bản nào, xe cũng có hộp số biến thiên vô cấp Lineartronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD đặc trưng của thương hiệu Subaru. Hiện giá xe Subaru Legacy 2023 vẫn chưa được công bố. Xe sẽ tiếp tục là đối thủ của Honda Accord và Toyota Camry. Xe cộ XXX